Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ấn Quang. 57 lời khai thị về danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 49. Hiện tại, cơ duyên giết hại càng mạnh mẽ, dụng cụ giết người càng thêm khéo léo, tinh vi. Đại kiếp ngay trước mặt, ai có thể thoát khỏi được? Chỉ mong đại chúng dốc hết lòng thành niệm Phật, xót xa cầu Phật lực gia bì. Ví dụ số 1. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ, Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng ấp Bắc phần nhiều cháy tan ra cho. Chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y với tôi là ông Hà Hinh Bồi chưa bị mất hòa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cả nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cả nhà bọn họ mới được thập cửu lò quân cứu ra. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ che chở thì làm sao mà được như vậy? Đó là do ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm. Vợ chồng đều ăn chay, niệm Phật rất chí thành. Do vậy biết Quán Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói người đời ngàn vạn tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Âm Bồ Tát chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người được? Dù có cứu giúp che chở cũng mệt nhọc khổn xiết. Nào biết chọn chẳng phải Quán Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trọng tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Quán Âm vốn vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm của chính mình, cho nên có thể nên dùng thân nào để cứu độ thì sẽ hiện ngay thân đó để thuyết pháp. Như vầng trăng vằn vặt trên không, tất cả mọi chỗ có nước đều hiện bóng trăng. Nước trong ngàn dòng sông có ngàn vầng trăng in bóng trên sông. Trăng ấy là một hay nhiều? Chẳng thể nói là một, vì trăng hiện bóng trong muôn dòng nước. Chẳng thể nói là nhiều, vì vầng trăng trên hư không luôn chỉ là một. Chư Phật, Bồ Tát, cứu độ vô tình cũng giống như thế. Chẳng được cảm ứng là do chúng sanh còn chưa dốc lòng thành, chứ chẳng phải Bồ Tát không cứu giúp, che chở. Như một cái ao nước dơ bẩn, muốn chăng hiện bóng trong ấy hả có được chăng? Hiểu rõ lẽ này rồi, đại chúng chúng ta niệm Phật há còn ai chẳng chánh tâm, thành ý, chân thành, khẩn thiết hay sao? Tôi không tin. Ví dụ số 2. Một đệ tử ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây là ông Diệp Tư Sơ, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm, một bên núi cao chót vót, một bên là khe sâu thăm thẳm. Tuyết đóng thành băng, con lừa trượt chân liền rơi xuống khe. Ngàn vách núi có một cái cây to, khéo sao rất đúng ngay trên cây ấy, không hề hấn gì, nếu không sẽ bị tan thân nát xương. Cây ấy gió đó mà có, ấy là do Quán Âm Bồ Tát thì hiện vậy.
Ví dụ số 3. Lại nữa, năm Dân Quốc 17, 1928, ông Thái Nhân Sơ, người huyện Ninh Ba, mở cửa hàng Ngũ Kim Pha Lê ở Thượng Hải. Ông ta là người cực thuần hậu, chơi thân với ông Nhiếp Vấn Đài. Vấn Đài dạy ông Thái thường niệm Quán Âm, cốt ý để phòng ngừa bị bắt cóc tống tiền. Nhân Sơ tin theo. Ngày nọ sắp ra về, xe của chính ông đậu ngoài cửa. Bọn cướp cầm súng đuổi tài xế đi, rồi bọn cướp ngồi trên đó. Ông Nhân Sơ vừa bước ra liền leo lên xe, xe liền chạy đi. Mới biết giặc cướp, liền thầm niệm Quán Âm, mong cho xe chích máy hồng thoát nạn. Quả thật xe bị nổ bánh, xe chạy khật khừ nhưng vẫn cứ chạy tiếp. Bình xăng bị nổ vỡ khiến xe bắt lửa. Bọn cướp xuống xe cấu cảnh hướng về phía ông Thái, đã liền bả phát súng. Nhưng ông Thái ba lần chạy né được, liền ngồi xe kéo trở về. Tháng 6 năm đó, ông và vợ cùng đến Phú Đà quy y. Ví dụ số 4. Lại nữa, ông Trương Thiếu Liêm, giám đốc của một hãng ngoại quốc nọ, chọn chẳng tin Phật. Một ngày kia, ngồi xe hơi lại đến chỗ thanh vắng. Hai tên cướp cầm súng đuổi người tài xế đi. Ông Trương nói, các ông lên xe ngồi, sai hắn lái đến chỗ nào là được rồi. Hai tên cướp cầm súng chỉ về phía ông Trương. Ông Trương thầm niệm Quán Âm. Xe lái đến chỗ náo nhiệt, chợt có hai người đến lộn. Toàn bộ cảnh sát thổi còi, hai tên cướp trèo xuống xe lủi mất. Đấy là vì ông Trương niệm Quán Âm nên hai tên cướp mới lầm tưởng là toàn bộ đến bắt chúng. Cậu ông ta là Châu Vị Thạch đã quy y từ trước. Một hôm thỉnh tôi đến nhà cụ, Thiếu Liêm cùng đến quy y. Ví dụ số 5. Lại nữa, con ông Lý Cận Đang ở Trấn Hải làm nhân viên buôn bán cho một hãng ngoại quốc, bị bệnh thổ huyết đã 2 năm. Có lúc thổ huyết thành lình, dẫu là lúc không thổ huyết thì chúng đàm cũng thường lẫn máu. Một ngày anh ta bị bọn cướp bắt, Cận Đang sợ hãi vô cùng, cả nhà niệm Quán Âm cầu cứu, lại thỉnh chư tăng chùa Pháp Tạng cho niệm. Sau đấy bọn cướp đòi tiền chuộc 50 vạn đồng, nhà họ Lý chỉ có 5 vạn. Tên đầu sỏ bọn cướp bảo không đủ 50 vạn là không xong. Nhưng mỗi khi hắn đề cập đến 50 vạn, đầu liền bị nhức buốt, sau đành phải chấp thuận 5 vạn tiền chuộc. Từ khi con ông Cận Đang được bọn cướp tha về, chẳng những không bị thổ huyết, mà ngay cả khạc đàm cũng chẳng thấy lẫn máu nữa. Bệnh dây dưa suốt 2 năm, do bị cướp bắt, bệnh được khỏi hẳn. Những sự tích cảm ứng vừa thuật trên đây, quý vị hãy nên tin tưởng sâu xa. Ví dụ số 6. Hiện tại, người học Phật khá nhiều, nhưng người hiểu biết Phật Pháp sâu xa quá ít. Trái lại, con người phần nhiều tin vào những lời lẽ của ngoại đạo. Miền Giang Chiết thường đồn rằng người niệm Phật chẳng được vào huyết phòng, tức là phòng đàn bà sanh nở. Vì một khi bị mùi máu tanh hôi của bà đẻ xông nhầm,
bao nhiêu công đức niệm Phật từ trước tiêu mất hết. Vì thế, ai nấy coi là chỗ phải tránh né. Dù là con gái, con dâu của chính mình sinh nở, đều chẳng dám đến gần. Có kẻ còn né sẵn qua nơi khác từ trước, hơn cả tháng mới dám trở về nhà. Tập tục này phổ biến rất rộng, cũng đáng lạ thay. Chẳng biết đó chính là tà thuyết của ngoại đạo, lầm lạc điên đảo lòng người, hả nên tính bậy. Năm Dân Quốc thứ 12, 1923, con dâu thứ của ông Viên Hải Quán tuổi đã 50, có chút học vấn, có hai trai hai gái. Lúc con dâu trưởng của bà ta sắp sanh, một vị cư sĩ bảo con dâu sắp sanh trong vòng một tháng không được thờ Phật trong nhà, cũng chẳng được niệm Phật. Bà ta nghe xong hồ nghi, vừa may tôi đến đất hổ, bèn hỏi ý việc ấy. Tôi nói, kẻ mù quáng đặt lời đồn thổi, về bảo con dâu bà thường niệm Quán Âm, lúc sinh nở cần niệm ra tiếng. Bà và những người săn sóc sản phụ, ai nấy đều nên niệm lớn tiếng, thì chắc chắn chẳng đến nỗi bị sinh khó, và không có những chuyện đau đớn, băng huyết, vân vân. Mà sau khi để xong, cũng chẳng bị các điều nguy hiểm. Bà ta nghe nói, rất mừng. Qua mấy ngày sau, cháu bé sinh ra, thân rất to. Người Hồ Nam sinh con nhất định cân có nặng bao nhiêu. Đứa bé nặng đến 9 cân rưỡi, lại là con so, mà người mẹ chọn chẳng đau đớn gì. Vậy mới biết sức đại từ đại bi của Quán Âm Bồ Tát chẳng thể nghĩ bằng. Người bình thường niệm Phật, niệm Bồ Tát, phàm lúc sắp ngủ, lúc rửa chân, tắm gội đều nên niệm thầm. Chỉ có lúc sinh nở chẳng được niệm thầm, vì lúc đang sanh phải dùng sức, niệm thầm ắt sẽ bị tức khí thành bệnh. Phải rất chú ý điểm này. Phải biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bằng, chỉ do có người có lòng kiên thành hay không mà thôi. Ví dụ số 7, vị cao tăng Đề Minh là ngài Thọ Xương Huệ Kinh Thiền Sư, lúc sắp được sinh ra khá khó khăn. Ông nội ngài đứng ngoài phòng sanh, vì con cháu niệm kinh Kim Cang để cầu được dễ sanh. Cô vừa mới mở miệng niệm xong hai chữ Kim Cang, cháu liền được sinh ra. Ông nội bèn đặt tên cho cháu là Huệ Kinh. Lớn lên, quy y và xuất gia đều chẳng lấy tên nào khác. Ngài là vị cao tăng lỗi lạc thời vạn lịch Minh Thần Tông 1573-1620. Do đấy, ngẫm xem thì biết là Phật Pháp có ích cho cuộc đời cũng lớn lắm. Niệm Quán Âm Bồ Tát vào lúc sinh sẵn có lợi ích như thế đó, há nên bị tà thuyết mê hoặc mà chẳng tín phụng ngài ư? Người đời ăn thịt đã thành thói quen, hãy nên biết bất cứ loại thịt nào đi nữa đều có chất độc. Vì lúc con vật bị giết, hận tâm oán khí ngùn ngụt, người ăn vào tuy chẳng đến nỗi mất mạng ngay lập tức, nhưng tích tập lâu ngày sẽ trở thành ghẻ chốc, tật bệnh. Những phụ nữ trẻ tuổi nếu vừa nổi nóng xong
liền cho con bú sữa mẹ. Đứa bé có thể bị chết là vì sự nóng giận khiến cho sữa bị trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ chí mạng còn độc đến thế, huống là cái đau mất mạng của những loài lợn, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân. Hả có thể nào thịt chúng nó chẳng độc ư? Hơn 10 năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói một phụ nữ Âu Tây tính tình nóng nảy quá mức. Ngày nọ vừa nồi nóng xong cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, đứa bé chết tươi. Bèn đem sữa đi xét nghiệm thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc. Gần đây có một bà cụ đến quý y. Tôi bảo cụ ăn chay vì thịt có chất độc. Và cái chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc làm chết hai đứa con để làm chứng. Bà cụ ấy bảo bà ta cũng có hai đứa con cũng bị chết giống như vậy. Vì ông chồng cụ tánh khí ngang ngược mang rợ, cứ hễ chê ý liền đến vợ như tử. Con thơ trông thấy khóc òa lên, liền cho con bú, đứa bé chết liền. Lúc ấy cụ chẳng biết là chết vì sữa đã trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú mà chết mất một đứa. Đủ thấy con nít trong đời bị chúng sữa độc chết chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên cho đến bà cụ này xác nhận mới thấy thật minh bạch. Vì thế phụ nữ cho con bú sữa mẹ chớ nên nổi nóng. Nếu như đang giận dữ quá mức thì hôm ấy đừng cho con bú, cần phơi đợi đến hôm sau tâm trạng lắng dịu, lúc hết còn giận hờn thì mới cho con bú không ngại gì. Nếu ngày hôm đó cho con bú rất có thể làm chết con, nếu không chết ngay rất có thể là chết dần dần. Do vậy biết rằng trâu, dê, vân vân lúc bị giết tuy chẳng nói được, nhưng chất độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nơi thân chúng cũng chẳng ít ỏi gì. Kẻ biết tự thương mình cố nhiên phải nên kiêng ăn thịt vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời này đời sau. Chuyện này rất ít người biết, vì thế phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý lấy đó làm chứng. Cần biết rằng khi người ta nóng giận chẳng những sự có chất độc mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi vào mắt, vào thân trẻ nhỏ cũng gây hại chẳng cạn. Có một vị bác sĩ đến quý y, tôi hỏi ông ta trong sách thuốc có nói đến điều này hay không. Ông ta đáp không biết. Trong thế gian chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thể vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được. Chẳng hạn như cách chữa bệnh sốt rét thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc, viết ô mai 2 trái, hồng táo 2 trái, hầu đậu tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi viết 7 nhiêu hạt. Như 10 tuổi viết 10 hạt, 20 tuổi viết 20 hạt, xếp lại. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ,
quấn trên bắp tay, nam bên trái, nữ bên phải, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. Trăm lần áp dụng, trăm lần hiệu nghiệm. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa, chẳng phải chú, chẳng phải thuốc mà chỉ lành được bệnh ngặt. Há có thể vận dụng lý thông thường để giải thích hay chăng? Sự thể trong thế gian đều có thể nghĩ bằng cả. Như mắt thấy, tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được, thì những người biết rất ít. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bằng, nhưng lại nghĩ bằng được. Có những sự có thể nghĩ bằng, nhưng lại chẳng thể nghĩ bằng được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người. Há nên dùng lời lẽ thần tình để suy luận ư? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 4, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Ngữ. Khai thị số 50. Tay phải ông bị thương tật là do ác nghiệp sát hại chúng sanh trong đời trước chiêu cảm. Hãy nên chí thành khẩn thiết niệm Phật để hồi hướng cho những oan gia trong đời trước ấy, ngõ hầu họ được siêu sanh tịnh độ. Nếu có thể thường niệm, nghiệp sẽ tự tiêu diệt. Nghiệp tiêu thì bệnh lành, cần gì phải cưa tay? Dẫu cưa tay cũng chẳng thể tiêu nghiệp được. Hãy nên tuân theo lời tôi, tích cực niệm Phật. Lại còn niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chưa đầy một năm tay sẽ lành hẳn. Ông gây nên tà thuyết thượng hạng, hai người vô lượng, hãy nên biết lấy. Hơn nữa, trong tâm tính căn lẫn nguyện căn không đủ sẽ chẳng theo vãng sanh, chứ không phải là kẻ thân thể không đầy đủ sẽ chẳng theo vãng sanh. Ông đọc bộ văn sao của tôi, sao không biết đến nghĩa này? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 22, thư trả lời Pháp Sư Tông Linh. Khai thị số 51. Thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc trí muốn được đại sĩ che chở gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, là dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, lá thư số 15. Khai thị số 52. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn. Thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Khi gặp hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bị tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này.
Chớ nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Âm là đấng thấy Phật đủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên quyển 1, thư cho lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, lá thư số 15. Khai thị số 53. 48 nguyện của A Di Đà Phật lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách. Quảng Âm Bồ Tát tùy cơ chỉ dạy, há lời nào chẳng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Người niệm Phật lâm chung thấy Phật và thanh chúng đích thân đến tiếp dẫn, há nên chấp chí cứng như thế? Nếu đúng là như vậy thì Phật cũng chẳng đáng gọi là Phật, Bồ Tát cũng chẳng đáng gọi là Bồ Tát. Sanh về Tây, hãy nên lấy tín nguyện làm gốc. Nếu gặp nguy hiểm bèn niệm Quán Âm. Có tín nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh về Tây Phương. Hoặc chỉ chuyên nhất niệm A Di Đà Phật thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Những điều cảm ứng như vậy được sách cổ ghi chép càng khó tính kể. Nay trong trần lao thì chuyện gì cũng viên thông, nhưng trong tứ trì thì chuyện gì cũng chấp chích cứng. Chẳng đáng viên thông mà lại lầm lạc viên thông, chẳng đáng chấp trước mà cứ chấp trước chích cứng. Do điều này mà biển khổ sóng dậy liên tục, luân hồi không ngừng nghỉ vậy. Người có kiến giải như vậy khác nào trẻ nít. Con người như vậy nào đáng để cùng bàn luận nữa. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời Sư Như Sầm hỏi thay cháu bằng. Khai thị số 54. Để cứu tai nạn nên chọn cách nào khiến cho hết thảy mọi người đều có thể niệm được thì mới có ích lớn lao. Dù có in chú lời chi thiến cho nhiều cũng có thể sử dụng trong lúc đại kiếp đối đầu này, hãy nên bỏ ý định ấy. Dạy người khác niệm thánh hiệu Quán Âm, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Chớ nói niệm chú lời chi thiên lợi ích lớn lao, còn niệm Quán Âm lợi ích nhỏ nhoi. Dẫu chú ấy do chính đức Quán Âm thể hiện thân mà lời chi thiên nói ra, vẫn nên chú trọng niệm thánh hiệu Quán Âm. Ông tính tâm tuy tốt nhưng chẳng biết lý cao tột, một pháp giúp khắp hết thảy pháp, và chẳng biết lúc khẩn yếu thì càng đơn giản càng hay. Nho giáo cũng nói bác học nhi tường thuyết chi, tương dĩ phản thuyết ước giả, có nghĩa là học tập rộng rãi, giải nói tường tận, chỉ nhằm mục đích sau khi dung hội quán thông rồi sẽ hướng về chỗ giảng ước. Nếu ông biết đến nghĩa này sẽ thấy lời quan luận định là chi lý. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Biên Vô. Khai thị số 55. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời.
chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ, thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu chúng sanh thuộc sáu đường trọng các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chuẩn bị sống chết tiếp nối. Ông tu tám mùi vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sinh tử, nếu chẳng đau đớn dứt trừ bệnh này thì có thể thoát lìa sinh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu có tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này, không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân điều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Một thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dấu lừng lẫy, chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, oán tưởng là phạm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ kiều mị so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, bò cặp độc, phê xương, chầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Chú thích: phê xương đôi khi còn gọi là tỳ xương, là chất độc, còn gọi là thập tinh hoặc nhân ngôn. Chầm độc là chất độc của con chim chầm, một loài chim rất độc. Theo truyền thuyết, tương truyền một cái lông của nó rớt xuống sẽ làm chết sạch cả hồ cá. 3. Bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt máu mủ phân tiểu lông tóc đầm đìa trồng rồng, chọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm xanh ái luyến, bình đẹp đựng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gom ghiếc hơn phân nửa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lăng mang khơi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đau đớn trừ khử tập khi ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tình ái lọt thấu xương
chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế, lại muốn chích đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thấy được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sinh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế, phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyển tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đổi chức Phật, cạn lòng thành, chọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bằng mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy: nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lì dục, sân khỏe ngu si cũng thế. Do vậy ta biết, chí thành niệm thánh hiệu Di Đà Quán Thế Âm, thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nấy đáng hoạn nạn, ngoài trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bằng, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn phóng đảng hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dù hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy gắng lên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Dũng Giang. Khai thị số 56. Người thế gian bệnh tật phần nhiều đều do chính họ tự tạo. Ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm là do chẳng biết cẩn thận bụng miệng, hãm ăn trái cây và những thứ lạnh mát mà ra. Lịnh Nghiêm là tiếng gọi tỏ vẻ kính trọng cha người khác. Đến khi mắc bệnh lại chẳng khéo dưỡng sức để khôi phục, cứ một mực thay đổi nhiều thầy thuốc. Mỗi khi thầy thuốc gặp được người bệnh giàu có, liền hoan hỷ quá đỗi, bèn dùng đủ mọi phương pháp bày vẽ, rồi mới làm cho bệnh bất đi, ngõ hầu thâu được nhiều tiền. Nhưng người giỏi thuốc, tức là thầy thuốc dù giỏi, cũng chỉ chữa được bệnh, chẳng thể chữa được nghiệp. Ngay như tự chồng mất bệnh loét ruột, bác sĩ bảo không giải phẫu không được, bà thiếm tư của ông chẳng cam lòng, bèn không chữa. Cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật niệm Kinh Kim Cang 5 ngày bèn khỏi. Căn bệnh ấy có thể nói là ngặt nghèo nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không chỉ 5 ngày bèn khỏi. Tử tường bị điên là do tốt nghiệp, do bà thiếm tư của ông Chí Thành lễ tùng, nửa năm bèn khỏi.
cha ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên y theo lời Phật, chớ tin tưởng bác sĩ Tây Y, và đến chữa tại y viện của họ. Nếu như hết thay bệnh đều do y học chữa lành, không chữa sẽ không lành, thì hoàng đế và những kẻ đại phú quý xưa nay đều vĩnh viễn không đổ bệnh, cũng vĩnh viễn không chết mất. Nhưng kẻ nghèo khó là ít bệnh, thường sống lâu. Kẻ phú quý lắm bệnh lại hay đoản thọ. Nguyên nhân vì đâu? Do một là tự gây ra bệnh, hai là do thầy thuốc gây nên bệnh. Có hai công năng tạo bệnh như thế, mà muốn thoát khỏi bệnh khổ hả có được ư? Mong ông hãy bảo cùng cha, không cần phải lên Thượng Hải cầu Tây Y, cứ ở nhà cầu A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Y Vương, sẽ tự có thể không dùng thuốc mà bệnh lành. Cầu Tây Y thì lành hay không chỉ có một nửa, cầu Đại Y Vương thì hoặc là thân lành bệnh, hoặc là thân chưa lành, nhưng thần thức chắc chắn thấy tốt hơn. Nếu muốn được khỏe ngay, hoàn toàn phải bỏ những giới đã giữ trước kia. Thật giống như khoét thịt thành vết thương, bị tổn hại vô ích. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc có bệnh đều chẳng thể trị lành ư. Vì thế phải buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm, sẽ cảm ứng đạo giao, có thể tự khỏi hoàn toàn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Phương Viễn Phàm. Khai thị số 57. Quán Thế Âm Bồ Tát thề nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ. Tầm thanh cứu khổ là Quán Thế Âm Bồ Tát quan sát tiếng kêu cầu cứu khổ, cứu nạn của chúng sanh trong mười phương pháp giới, bèn tùy thuận cơ nghi hiện thân cứu độ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đau binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mì, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có sân niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thấy làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy.
hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thúc lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thống thiết răn dè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng bụng danh chút dự. Tâm hành ấy quá thật bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Viễn Thường, một lá thư gửi khắp. Kệ hồi hướng lấy niệm Quán Âm Bồ Tát. Kính lạy Quán Thế Âm, từ bi đại đạo sư, chứng vô thượng đã lâu, an trụ thường tịch quang, vì thương chúng sinh khổ, lại hiện thân mười cõi, nên dùng thân nào độ, liền hiện ngay thân ấy. Gần là sanh đường lành, xa là chứng Bồ Đề. Bồ Tát từ bi lực, chư Phật thuật chẳng tròn. Đệ tử con tên là, từ vô thủy đến nay, do bởi sức ác nghiệp luân hồi chúng sáu nẻo, trải qua trần sát kiếp không cách nào thoát lìa. May nhờ túc thiện căn được nghe tên Bồ Tát, muốn đương sức tự bi đời này sanh tịnh độ, xưng thánh hiệu dài lâu, kim lễ bái cúng dường, sám hối các ác nghiệp, tăng trưởng các thiện căn. Nguyện rủ lòng tự mẫn, tiêu diệt các tội chướng, phóng quang chiếu thân con, duỗi tay xoa độ con, cam lộ rửa đỉnh con, cột phiền cấu tâm con, khiến cho thân tâm con đều được thanh tịnh cả. Con nguyện hết thân này đến tận kiếp vị lai, nguyện bảo khắp chúng sanh ân đức của Bồ Tát, khiến họ đều quy y, đều phát tâm Bồ Đề. Nguyện rủ lòng tự mẫn, chứng minh và nhiếp thọ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 3, phần kệ tụng. Chủ thích: Cam lộ. Đôi khi còn được phiên âm là A Mật Lý Đa, A Mật Lật Đa, dịch nghĩa là bất tử, bất tử dịch, thiên tổ. Nghĩa đen là thuốc tiên bất tử, rượu thiên của cõi trời. Theo kinh Vị Đà, cõi trời có rượu thiên tôn ma, uống vào sẽ sống mãi, chẳng già, chẳng chết. Vị ngọt như mật nên gọi là cam lộ, tức xương ngọt. Phật giáo dùng chữ cam lộ để ví cho pháp vị của Phật Pháp, có tác dụng mát lành, nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng vĩnh viễn cho chúng sanh. Chữ cam lộ ở đây là chỉ pháp thủy, trí huệ thủy, khiến cho người uống vào phiền não tiêu diệt, trí huệ tăng trưởng, chứ không phải là thuốc tiên của cõi trời. Ngoài ra, cam lộ chính là một trong ba tên của Đức Phật A Di Đà: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng cam lộ. Nên đôi khi Phật A Di Đà còn được gọi bằng danh hiệu là Cam Lộ Vương Như Lai. Vì lẽ đó, chú vãng sanh đôi khi còn gọi là Thập Cam Lộ Chú, vì có nhắc đến chữ âm ta 10 lần.
Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Bân Sao Tục Biên Quyển Thượng